Thưa quý vị, theo tin từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho hay một cựu quan chức Quốc hội Việt Nam nói rằng COVID-19 không ảnh hưởng đến bầu cử. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn, vào cuối tháng 4 vừa rồi, với đà lây lan của dịch COVID, cử tri Ấn Độ đã đi bầu bất chấp COVID-19 lây nhiễm ở mức kỷ lục. Và sau đó, đất nước Ấn Độ tăng thương ra sao? Với mức lây nhiễm không thể kiểm soát nổi và hệ thống y tế đã bất lực. Kết quả đợt lây lan lần này đã giết chết rất nhiều người. Hiện nay tại Ấn Độ, vài nơi đã không có đủ củi để mà thiêu xác nạn nhân Covid. Hàng chục thi thể đã dạt vào bờ sông Hằng. Nhiều thi thể vẫn chưa được thiêu trọn vẹn. Ấn Độ là một nền dân chủ bậc nhất châu Á. Chuyện bầu cử đối với họ là chuyện sống còn trong việc bầu ra một chính phủ anh minh tài giỏi để lãnh đạo và leo lái đất nước. Còn Việt Nam ta sau đại hội lần thứ 13 thì tất cả các chức vụ đều đã được bầu và bán xong xuôi giữa nội bộ các đảng viên theo truyền thống bầu và bán từ trước đến giờ. Vậy thì giữa đại dịch Covid đang lây lan theo cái chiều hướng kiểm soát rất là vất vả. Đợt dịch bùng phát lần này thiết nghĩ chúng ta nên nhìn vào tấm gương đi trước của đất nước Ấn Độ. Quan chức lãnh đạo Việt Nam vẫn cố tình tổ chức cái trò mèo bầu cử cho các chức vụ đã được chọn sẵn trước rồi và các chức vụ chủ chốt ấy cũng chỉ có mỗi một ứng viên. Vậy thì bầu làm cái gì nữa đây? Giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành, quý vị nghĩ có phải không? Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin đó, thì giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh ở Việt Nam trong mấy ngày nay, thì một nhà hoạt động đề xuất là nên bầu cử quốc hội qua thư nhưng một cựu quan chức quốc hội thì cho rằng số ca nhiễm chưa đến mức đáng kể để mà ảnh hưởng đến bầu cử. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết vào sáng ngày 11 tháng 5 là cả nước có tổng cộng 2.056 ca nhiễm ghi nhận trong nước và 1.433 ca nhập cảnh. Trong đó, số ca bị nhiễm mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 486 ca. Cùng với các tin tức về tình trạng lây nhiễm cao hơn hẳn so với trước đây gây lo ngại cho người dân, báo chí và trang web của Quốc hội cũng tường thuật về nhiều buổi tiếp xúc cử tri của các lãnh đạo Việt Nam và của các ứng viên khác qua hình thức trực tiếp hoặc là trực tuyến. Theo lịch do Quốc hội khóa trước ấn định, cuộc bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội khóa mới sẽ diễn ra trong chưa đầy 2 tuần nữa, tức là vào chủ nhật ngày 23 tháng 5 nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội nguyễn lần thắng nêu đề xuất rằng xét đến tình hình dịch bệnh lây lan quốc hội nên tính phương án bỏ phiếu qua thư ông thắng nói thêm với đài voa đó là một mong ước tìm một phương cách nào đó để tránh cho người dân phải đi lại trong cái việc bầu cử nó có thể qua hình thức điện tử hoặc là qua thư ông thắng tiên liệu rằng việc bỏ phiếu qua thư không chỉ giảm rủi ro cho cử tri mà còn giúp tiết kiệm ngân sách Tuy nhiên, thực hiện như vậy sẽ làm mất đi cái bầu không khí mà chính quyền Việt Nam thường mô tả bằng cụm từ là ngày hội cử tri đi bầu, ông Thắng nói. Khi được hỏi, liệu ông và những người ủng hộ ý tưởng bầu cử qua thư sẽ gửi một kiến nghị chính thức đến quốc hội hay không? Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói, "Chúng tôi từng có nhiều kiến nghị về những điều quan trọng như hiến pháp, môi trường hay bảo vệ cây xanh vân vân, nhưng bao nhiêu năm nay nhà nước luôn coi đó là hành động thù địch và đàn áp." Cho nên tôi chỉ nói vậy thôi chứ thực ra tôi không có ý tạo ra một thỉnh nguyện thư tập thể. Bây giờ họ muốn làm gì thì họ làm thôi, còn hậu quả nó sẽ xảy ra. VOA đã cố gắng liên lạc với văn phòng Quốc hội Việt Nam với mong muốn tìm hiểu xem cơ quan này có tính đến phương án bầu cử qua thư hay không trong trường hợp dịch bệnh trở nên nghiêm trọng, nhưng không nhận được hồi đáp. Với hiểu biết và kinh nghiệm của mình, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực văn phòng Quốc hội cho biết rằng tuy hội đồng bầu cử của quốc hội chỉ đạo các công việc về bầu cử song việc tổ chức bầu cử là trách nhiệm của chính quyền ở từng địa phương căn cứ vào thông tin của ông có được đó thì cựu quan chức văn phòng quốc hội lưu ý với voa rằng số ca nhiễm ở việt nam hiện nay chưa chiếm một tỷ lệ đáng kể trong xã hội vì vậy ông thuận nhận định rằng nhà chức trách chưa tính đến giải pháp gì ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân là ứng cử và bầu cử ông nói thêm Bây giờ có một số tỉnh có số ca dương tính nhiều lên thì đã có biện pháp là có phòng phiếu riêng cho những người đó, những người bị cách ly đó. Tôi cho rằng đó là việc làm rất tốt. Ở Việt Nam tình hình bây giờ phải dùng chữ là chưa có gì lan truyền mạnh mẽ trong xã hội cả. Với tình huống cao điểm, các biện pháp đó cũng đủ sức để tổ chức bầu cử an toàn, chưa phải là bị ngừng ngay toàn bộ cuộc bầu cử. Trong quan điểm của vị cựu quan chức quốc hội này, Ý tưởng bầu cử qua thư hiện chưa thỏa đáng, chưa phù hợp với tình hình đang diễn ra ở Việt Nam. Trả lời phỏng vấn riêng rẽ với đài VOA, cả luật sư Trần Quốc Thuận lẫn nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng đều chỉ ra một vấn đề tiềm tàng nếu Việt Nam phải tổ chức bỏ phiếu qua thư, đó là những khó khăn về mặt hạ tầng bưu chính, nhất là đối với những cử tri sống ở vùng sâu vùng xa. Vào ngày 23 tháng 5, khi bầu cử diễn ra, các công dân Việt Nam sẽ chọn ra 500 đại biểu Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước về mặt lý thuyết. Trên thực tế thì Trung ương Đảng Cộng sản mà đặc biệt là Bộ Chính trị là nơi đưa ra các quyết sách cũng như quyết định về nhân sự cấp cao của Việt Nam trước khi chuyển sang Quốc hội để hợp thức hóa về mặt hình thức. Trong khi đó BBC đưa tin là lo ngại Covid lây lan vào trong bệnh viện 108 nơi điều trị lãnh đạo Việt Nam. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là nơi điều trị y tế cho các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam vừa thông báo là tạm không nhận bệnh nhân chuyển tuyến để tránh Covid lây lan vào trong. Các báo Việt Nam hôm 9 tháng 5 cho hay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nơi điều trị y tế cho các lãnh đạo cấp cao, xác định mục tiêu vừa thực hiện tốt phòng chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, tránh dịch bệnh lây lan vào trong bệnh viện. Hôm 8 tháng 5, bệnh viện này tại Hà Nội ra thông báo ngừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến từ các bệnh viện khu vực Hà Nội và các tỉnh kể từ ngày có thông báo. Hà Nội đang ghi nhận số ca COVID-19 nhiều nhất trong 23 tỉnh thành trong đợt dịch lần này ở Việt Nam. Lãnh đạo Bệnh viện 108 cho biết họ ngừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến là để phòng lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện do tình hình dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp mà bệnh viện này lại là nơi chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo cấp cao. Tuy thế, các báo Việt Nam không có cho biết về nguy cơ có ca lây nhiễm COVID bên trong bệnh viện này là nghĩa là như thế nào và sẽ tới đâu và có phải là tất cả các nhân viên đã được tiêm chủng rồi hay chưa. Cái việc mà đón nhận bệnh nhân nhập viện là một khâu rất là quan trọng để kiểm soát nguy cơ có ca dương tính ngay trong bệnh viện 108 hay không. Quý vị thấy không? dân chủ và bình đẳng đến thế là cùng không có nhận bệnh nhân nữa bởi vì nơi này là cái nơi chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho các lãnh đạo cấp cao